7 triệu đấy. 20 vật chuẩn bị, trọng tài chuẩn bị, ngay trọng tài trắng, xe đại. Chuẩn bị, trọng tài chuẩn bị, hai đồ bắt tay thả lái vào đất, trận bóng được bắt đầu. Vào khoảng 30 giây, Đô Đinh Văn Tùng và Đô Văn Sới để công bố kết quả. Vào khoảng 30 giây, Đô Đinh Văn Tùng đã nhất thắng. Mời ông Phạm Văn Chiến lên trao phiếu công hành cho mèo số 19, Đô Đinh Văn Tùng. Mời Đô Đinh Văn Tùng vào sói để nhận phiếu công hành.